Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ quay, mình khoe mấy cái bụi bông hồng của mình. Ngày hôm nay rất rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn xem nè, bụi bông hồng của mình nè, bữa nay nở đẹp chưa? Các bạn nhìn nè. Quá tuyệt vời luôn mọi người, thấy không? Nhức nhối luôn. Nhức nhối con gà tây luôn. Trời ơi, các bạn nhìn nè. Cái bụi hoa hồng của mình ngày hôm nay nở dễ thương các bạn ha. Tuy là cái những cái bông hồng này cái cánh nó hơi nhỏ nhưng mà nó nở, các bạn thấy đẹp không? Mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó. Nó nở, bữa nay nó nở rộ hết trơn các bạn ơi. Quá trời đẹp luôn. Nhìn nè, tuyệt vời không? Mặt trời chưa? Chưa. Tuyệt vời chưa? Bạn thấy nó sảy không? Các bạn thấy nó đỏ không? Đỏ cả cây luôn các bạn thấy không? Các bạn ở bên hông nhà mình cũng có một cây nhỏ nhỏ nữa nè. Ít cây này ít chăm sóc nó lắm, bỏ nó luôn nhưng mà nó vẫn ra hoa rất là đẹp. Giờ mình sẽ quay cho tất cả mọi người xem hai cái cây hoa hồng ở phía sau nhà của mình cực kỳ đẹp. Các bạn nhìn xem nè. Trời ơi các bạn nhìn thấy đỏ không? Để mình quay xa cho các bạn xem trước thì chút xíu mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời ông mặt trời chưa? Còn bên đây nữa nè, bạn thấy nè, bên đây nè, bạn thấy cái bụi bông không? Nó nở đỏ luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Nó, bạn thấy nó nở chưa? Đẹp chưa? Có ai thấy con đẹp không? Trời ơi, nó sảy con là bảy luôn. Các bạn biết không, khi mà mình cắt ngang như vậy á, cái đợt này nó ra bông, cái nó ra nguyên một cái chùm bông đó, nó bằng nhau á, cho nên khi các bạn nhìn xa lại đẹp lắm các bạn ơi. Bạn thấy không? Chứ đợt trước á là nó mọc cao thấp nhìn lồi lõm không có đẹp. Khi mà mình cắt cho nó bằng hết luôn mọi người, cắt cho nó bằng hết luôn, cái bắt đầu khi mà nó ra như vậy các bạn thấy nguyên ở trên đây là đọt ở trên đây toàn là hoa hồng các bạn thấy không? Rực rỡ một màu hồng. Cái bụi hoa hồng này thì nó sắp tàn các bạn ơi, nó tàn rồi. Cái hoa hồng này á, nó dở có cái là nó mau tàn lắm, mà nhánh cánh của nó ít quá. Bạn thấy không? Cánh của nó bé xíu à. Nó có nhiêu rồi nó nở một cái là hết à. Còn cái hoa mà hoa to á, thì khi mà nó nở ra là một cái bó hoa nó rất là bự. Đây là có một hồng nhung nữa nè các bạn. Nhưng mà cái cây này nó đỏ lâu quá, nó muốn tàn rồi, nó được hai cái bông rồi. Cái này là hồng ghép đó các bạn, nó ghép giữa màu hồng và màu hồng nhung và hồng đô đó. Mà trong bông hồng thì hay gọi là hồng nhung, bạn nhìn thấy đẹp không? Và đây là bụi hồng màu vàng còn sót lại, tại vì cái cây hồng màu vàng này hồi năm rồi nó muốn chết luôn các bạn. Nó muốn chết luôn các bạn, nhìn nó khô nè, cái cây nè khô như vậy nè, khô như vậy nè. Cái mình với chị mình mới tính là bây giờ ok mày chết, tao cho mày chết luôn. Mình với chị mình mới chặt cái đọt bỏ. Không ngờ là khi mình chặt cái đọt bỏ thì nó lại bung ra các bạn. Nó bung ra và năm nay nó trổ hoa. Hồi năm rồi thì mình không thấy nó trổ hoa. Năm nay bắt đầu nó trổ ra màu vàng là đẹp ghê không các bạn. Nó có màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Đây là còn mấy cái nụ này chưa nở nè. Các bạn thấy không? Mà mình cái chị vả mới nói là mấy mỗi năm thấy nó ra èo uột quá mà năm nay nó ra tốt quá trời, là do mình cắt ngang đọt như nè các bạn. Khi mà nó búng lên các bạn, một nhánh như vậy nó ra ba bông nè các bạn, thấy không? Ba bông không mà, thấy không? Đây nè, đây là năm sáu bông luôn nè, các bạn thấy không? Đây nè, một bông, hai bông, hai bông, ba bông, bốn bông, năm bông, dưới bông nở này nữa là sáu bông, các bạn thấy không? Một đọt 6 bông, một đọt 5 bông không nè. Các bạn nhìn đó, quá trời đúng không? Để khoe cho các bạn xem, cúc của mình cũng trổ bông rồi nè các bạn. Dễ thương ghê á. Đây nè các bạn, nó nằm tuốt dưới này nè.
nó trổ được một bông như này, với trên này nó có mấy đọt nè các bạn. Nè nè, hoa cúc nè, nó chuẩn bị nở rồi nè, các bạn thấy không đó. Hoa cúc á là nó sống qua được mùa đông nha các bạn. Các bạn bỏ ngoài sân á, cái xong đến khi mà mùa đông đến á là nó sẽ mọc lại, nó sẽ sống lại, nó không có chết luôn, trừ khi cái mùa đông nào là lạnh quá nó chịu không nổi nó sẽ chết. Nè các bạn thấy nó mọc lại nè các bạn, thấy không? Nếu như mà mình cưng nó thì mình bưng vô nhà, mình bưng vô nhà mình để cho nó trong nhà mình chăm sóc nó, còn không thì các bạn cứ bỏ đại ở ngoài sân. Khi mà mình thấy nó chết á, cái gốc á, tới khi mùa đông á nó mọc lại, nó mọc từ dưới cái gốc này mọc ra nè các bạn, nó chỉ chết cái thân ở trên thôi, còn cái gốc ở dưới nó vẫn còn sống.